Đầu gỗ Đồ Thọ Thành Quyên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì trong video clip tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một bộ bàn thờ An Giang được chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Thanh ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. Thì đi vào thông số kích thước kỹ thuật thì bộ bàn thờ này có chiều dài là 1m97, rộng là 1m17 và cao là 1m27, chân vuông 14. Thì được chúng tôi làm với chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Màu gỗ là rất là đẹp nhá. Ở đây thì chúng tôi vừa mới mang từ xưởng về. Đấy, cũng chưa làm muộn. Đây chúng tôi làm cho chú là dạ tiền, dạ ngang đều dày 4 phân. Dạ dày 4 phân. Khuôn tranh 5 phân. Và ván mặt là 2 phân. Đấy, với chất liệu chúng tôi làm là hoàn toàn bằng gỗ hương đá. Chân vuông 14. Hàng chúng tôi làm là dày dặn, chuẩn chỉ và đảm bảo cho khách hàng. Chân rất là đẹp nha. Đấy, hàng rất là nhiều vân. Đây, chân hậu đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy được đây. Đây, tôi xin phép quay phần hông đây. Phần vế ngang đấy ạ. Bộ bàn thờ An Giang. Dạ ngang đây chúng tôi cũng làm dày 4 phân. Hàng rất là đẹp nha. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi có thiết kế cho bác là hai cái ngăn kéo ở hai bên. Thì những mẫu bàn thờ An Giang như thế này, giống như thế này thì chúng tôi sản xuất ra thị trường rất là nhiều. Và cũng rất nhiều khách ưa chuộng loại chất gỗ hương đá như thế này. Tại vì là màu gỗ hương đá khi để mộc là nó rất là đẹp rồi. Mà chúng tôi chỉ cần phun lót lên khoảng 4-5 lớp để giữ nguyên màu gỗ. Thì càng nổi cái màu vân gỗ hương đá lên. Hàng bên trong đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây chúng tôi chưa làm nguội nhá, nên là những cái phần cốn đây chúng tôi cũng chưa thể nạo sạch được. Đây chỉ mới là làm xong và dựng lên thôi. Hàng đây là ván mặt là 2 phân ạ. Chỉ là đẹp. Thì những bộ sập thờ của thư của đối này toàn là những đồ tâm linh. Thế nên chúng tôi làm cũng phải rất cẩn thận cho các khách hàng. Đấy, mẫu cổ chúng tôi được mẫu cổ sen cò. Rất là đẹp. Mọi thông tin chi tiết khách hàng hãy liên hệ trực tiếp qua cơ sở đầu gỗ Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại 0398949884 hoặc địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng, Sái Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video clip.